Ở bài tập số 1 yêu cầu đặt tính rồi tính. 6 giờ 7 phút cộng với 12 giờ 42 phút. Phần này chúng ta sẽ đặt tính như sau. Các con cùng quan sát này, giờ cô sẽ đặt thẳng với giờ và phút cô đặt thẳng với phút. Cô bắt đầu cộng như ta cộng trong phép cộng bình thường. 7 cộng 2 bằng 9. Viết 9. 4 hạ xuống vì 4 cộng 0 bằng 4. Ta ghi đơn vị phút. Sau khi cộng xong đơn vị phút, ta cộng tiếp đến đơn vị giờ. 6 cộng 2 bằng 8. 1 cộng với 0 bằng 1. Như vậy ta sẽ có 6 giờ 7 phút cộng với 12 giờ 42 phút bằng 18 giờ 49 phút. Ở đây thì các con thấy đơn vị phút ở đây nếu vượt quá 60 thì ta cứ 60 phút ta tạo thêm được 1 giờ nữa thì 49 phút ở đây nhỏ hơn 60. Vì vậy, bài toán của chúng mình dừng lại ở kết quả 18 giờ 49 phút. Sang ví dụ B, các con cùng quan sát. 2 giờ 37 phút cộng với 3 giờ 48 phút. Cô giáo đặt tính như trong phép cộng. Phút ta đặt thẳng với phút. Và chú ý khi các hàng đơn vị các con chú ý này, chúng cũng đặt thẳng cột với nhau. Giờ ta đặt thẳng với giờ. Ta bắt đầu cộng. 7 cộng 8 bằng 15. Viết 5, nhớ 1. 3 cộng 1, 3 cộng 4 bằng 7. 7 thêm 1, nhớ nữa là bằng 8. Viết 8. Vậy thì 37 phút cộng 48 phút bằng 85 phút.